Đây là toàn bộ các kết nối của TV 43 LU7400 của mình. Hai cổng USB để kết nối với chuột, bàn phím hoặc là cắm sạc điện thoại. Nguồn là 5V. Một cổng quang để cắm để truyền tín hiệu từ TV xuống các loa đầu dàn điện tử hoặc các cái âm ly của mình. Cổng quang. Ba cổng HDMI. Trong đó HDMI 1 là HDMI 3 là ARC, đồng bộ tiếng từ TV xuống dàn bằng dây HDMI. Một cổng Ethernet có thể cắm dây hoặc là Wi-Fi. Hai cái jack AV của mình vàng trắng đỏ là video. Bộ component của mình là vàng xanh đỏ. Đây là component của mình. Component thì đẹp hơn video và xấu hơn HDMI một jack anten. Đây là toàn bộ kết nối của TV 43LU7400. Mình là Thắng Lâm Điện Máy. Mình sẽ liên tục làm hướng dẫn về các sản phẩm điện máy mới nhất trong thời gian tới. Bạn đăng ký và chia sẻ giúp mình nhé.